Mừng ngày quốc tế hạnh phúc, bạn cho mình hỏi nha, hạnh phúc là gì? Có thể nói rằng hạnh phúc là một cái khái niệm nó vô cùng rộng lớn luôn. Bởi vì á, hỏi 100 người có thể là có hơn 100 câu trả lời luôn. Mỗi độ tuổi, mỗi người, mỗi giai đoạn sẽ có một cái quan niệm về hạnh phúc khác nhau. Nhưng mà chung quy lại, hầu hết mọi người đều nói rằng hạnh phúc nó đến từ những cái gì dung dị và bé nhỏ, tinh tế nhất ở trong cuộc sống này thôi. Đôi khi sáng mình thức dậy thấy mình còn thở, còn được khỏe mạnh, còn được tỉnh táo để mà làm việc, đã là niềm hạnh phúc rồi. Hoặc đơn sơ là một cái bữa ăn bên gia đình, bên những người mình thương yêu. Mà nói tới ăn thì chắc chắn là có uống rồi. Uống nước ngọt, nước suối, nước trà, nước lúa mạch lên men, nước ép nho. Khi mà chọn lựa được một cái thức uống nó phù hợp sẽ giúp cho cái món ăn được ngon miệng hơn, giúp cho không khí gia đình được vui vẻ và gắn kết hơn. Nhưng ngày quốc tế hạnh phúc thì để Daliwai gợi ý cho bạn những cái chai vang hồng giúp tình cảm gia đình của mình thêm mặn nồng hơn nha. Sire, dòng vang mang thông điệp về bố đến từ nhà Mocavero của Ý. Với sắc hồng mềm mại hay sắc đỏ dịu và chút ánh tím, dòng vang mang hương thơm ngọt ngào từ hoa quả chín mọng như mơ, chanh dây, đào, táo. Chút vị mặn của hạnh nhân nướng nơi đầu lưỡi giúp cân bằng độ nhẫn, chát nổi bật và êm mượt về sau. Còn gì tuyệt vời hơn khi những ngày hè oi bức nhấp một ngụm vang cực fresh kết hợp cùng với món salad nhẹ nhàng. Trên đây là những gợi ý nho nhỏ. Chúc bạn từng giây, từng phút, từng ngày luôn cảm thấy hạnh phúc và vui vẻ bên những người mình thương yêu. Hãy để lại comment về nhu cầu cũng như sở thích của bạn để Daliwai giúp bạn chọn được một chai vang đúng gu của mình nha.